Thưa các thành viên trong gia đình, hôm nay tôi mở một cuộc họp quan trọng để nói cho mọi người biết rằng bối cảnh hiện nay của thế giới mình, trời ơi, đang biến động, đang chuyển biến dần dần phức tạp, và có những mối nguy cơ nó đang rình rập, rình mò từ ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, nó len lỏi trong gia đình của mình. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Nội con có ý kiến nội. Cái gì? Ý kiến gì? Có phải nội đang nói về nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy đúng không nội? Trật lắm. Phải bét. Đó là cái gì? Biết cái gì không? Đó là bệnh đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ. Đúng. Chào cả nhà. Trời ơi, cái gì mà đông vui dữ vậy? Chào mẹ. Con trai. Ngồi xuống đây, Chào tụi con. Bà xã mới về. Ủa, nhà mình có đám tiệc gì mà vui vậy mẹ? Đám gì đâu mà đám. Nói cái gì bậy bạ vậy? Mẹ đang nói về cái dịch đau mắt đỏ đó. Đúng. Đau mắt đỏ hả? Cái tin này là con cũng mới đọc báo sáng nay, là con thấy là nó đang hoành hành dữ lắm đó. Đúng. Nè tụi con nè, có đi đến những cái nơi mà công cộng đó, mình phải đeo kiến đen giống như ba vậy nè, thấy không? Chính xác. Ba con là người con trai giỏi nhất của bà nội. Con là con trai của mẹ mà. Đúng rồi. Hỏi ba con, được chưa? Đây, để nội nói tiếp. Dạ. Trời ơi, dính trước rồi. Trời, nó bị đau mắt đỏ. Nó bị đau đỏ tất cả. Tất cả thành viên không được dừng. Phải cách ly người bệnh. Trời ơi, con bị đau mắt đỏ rồi. Mẹ ơi, mẹ con đâu có bị đau mắt đỏ. Không, con đừng có lại gần mẹ. Là do con thức khuya, con làm việc, cho nên là mắt con nó mỏi chút xíu là nè mẹ. Mẹ, không, tất cả biết hết. Cách ly người bệnh. Cái gì vậy? Mẹ! Bà xã! Cái gì vậy mẹ? Trời ơi, đau mắt đỏ thôi chứ có phải cùi hủi đâu mà xa lánh tôi dữ vậy. Ủa mà mình có bị đau mắt đỏ đâu ta? Ủa gì kỳ vậy? Mẹ! Tất cả mọi người hãy tập trung nghe. Đây đây, bà nội có mua mắt kiến này. Đây nè, là con đeo mắt kiến này vô. Mẹ ơi, cái này không phải sai con. Không phải hả? À, chắc cái này quá. Con với Genji á, cái mặt cái bự giống nhau cho nên đem. Cái này của Hana nè. Yeah. Nghe ngoại dặn nha. Khi nào mà có mặt ba con á là phải đeo mắt kính này liền không? Nghe chưa? Yeah. Ủa rồi chẳng lẽ là con phải đeo kính đen này hoài hả nội? Không phải, khi nào có ba con ở đây thôi. Có kính này là nó bảo vệ đôi mắt cho mình. Tại vì người ta thường nói là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Có hiểu chưa? Đôi mắt bệnh đau mắt đỏ đó, chỉ lây qua cái đường nhìn thôi. Còn có ngoài mấy cái đường khác an toàn, không có sao hết trơn, nghe chưa? Nội, nội. Sao? Nhưng mà ba hay hung con lắm, nhưng mà lỡ ba tới rồi còn sao? Xê ba ra, cách ly liền, không cho ba hung, nghe chưa? Vậy tội ba lắm. Thì mai mốt ba con hết bệnh rồi hung lại. Thậm chí là chỉ cho nắm tay thôi, nắm tay không có lây. Nghe mà nội nói chưa? Nghe chưa? Mà khoan nữa, còn cái này mới quan trọng, phải nhớ cái câu thần chú nè, trị bệnh cho ba con nghe chưa? Trời, có thần chú nữa mẹ? Đó, màu đỏ, hãy tan biến. Trả lại đôi mắt cho con trai của tôi. Nghe chưa? Đếm hai ba nhớ chưa? Dạ. 2, 3, đọc. Màu đỏ, hãy tan biến. Trả lại đôi mắt cho con trai của tôi. Cái gì vậy? Mấy đứa đọc cái gì vậy? Thì mẹ nói đọc theo mẹ á. Thế đọc con trai là sao? Thì con... À. Trời ơi, con trai là... Đối với mẹ là thằng Nghiệp là con trai, mẹ mới nói như vậy. Nhưng mà thằng Nghiệp là chồng của con, là ba của mấy đứa này, sao đọc gì được? Đúng rồi. Dạ, con hiểu rồi. Hiểu chưa? Đọc lại nha. 2, 3. Màu đỏ, hãy tan biến. Hãy tan biến. Trả lại đôi mắt cho ba của tôi. Cái gì vậy? Trời, không có được. Cái câu thần chú này phải nói đều nha mới là hay. Con thấy nó không có được đọc đều sao? Bởi vậy mấy đứa mới nói sao chứ không được vậy. Đúng rồi mẹ. Sao? Mình đọc vậy nè. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho Nghiệp. Trời, mày nói nó ngủ thì còn ngủ nó không được. À, sao nghĩ ra rồi. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho người thân của tôi. Đúng rồi. Người thân của tôi, đúng rồi. Đọc lại nha. Dạ. 2, 3. Màu đỏ. Hãy tan biến. Trả lại đôi mắt cho người thân của tôi. Hay quá. Đem bắt kiến vô. Trời, cả nhà làm gì vui mà hát hò dữ vậy ta? Không có gì vui hết. Ba ơi ba. Mắt ba sao rồi ba? Mắt ba bình thường mà con. Đúng rồi. Nè, con ngồi đó đi. Con ngồi đó để coi mọi người trị bệnh cho con nè. 2, 3. Màu đỏ. Hãy tan biến. Trả lại đôi mắt cho
bình tĩnh. Cả nhà mình bớt khi dễ con được không? Tại sao nói chuyện không ai nhìn mặt ba cho vậy? Không được, nhìn mặt có lây sao không được nhìn. Cứ hiểu là mọi người đang lo cho con, đang trị bệnh cho con, hiểu chưa? Cái gì đúng vậy? Đúng rồi. Ôi mẹ ơi, con đã nói với mẹ rất là nhiều lần rồi, con không có bệnh. Mắt con nó bình thường mà, đâu phải đã mắt đỏ đâu. Không ai bị bệnh mà chịu mình là bị bệnh đâu. Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ. Trả lại đôi mắt cho người. Trả lại đôi mắt cho người. Thôi, thôi. Yeah. Mẹ ơi, con không có bệnh. Mẹ làm như là trụ ếm con vậy. Không trụ ếm, mẹ đang trị bệnh cho con. Màu đỏ, màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ. Trả lại đôi mắt cho con. Trời ơi, sao mà tôi khổ vậy nè trời. Anh lẹ tôi bắt, anh lẹ đi, để chưa? Dẹp mạnh anh đi, dẹp đi. Mọi người ơi. Ê, không kịp nữa rồi. Chào cả nhà. Màu đỏ, hãy tan biến. Trả lại đôi mắt cho người thân của chúng tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Con đâu có bị đau mắt đỏ đâu. Anh nghe nói bây giờ tốt nhất anh đi vô trong bệnh viện, anh khám mắt liền, cái mắt anh bị đỏ rồi. Anh nói không có bị mà. Mẹ ơi, bây giờ mẹ không tin đúng không? Bây giờ con sẽ tới bệnh viện, con khám. Đúng. Nhưng mà mọi người phải đi với con để làm chứng. Ngu hả? Trời ơi, tới đó cho bị lây cả đám hả? Ngu không đi. Nè nè, nghe mẹ nói. Con đứng đó, đứng im đó. Nghe mẹ nói nè. Mẹ thay đổi ý kiến. Không có. Con hỏi bác sĩ coi khám bệnh đau mắt đỏ qua đường điện thoại được không? Ủa, tại sao vậy mẹ? Tại vì mẹ sợ con qua bên đó con khám lây cho ổng luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ mẹ lo cho người dân còn hơn lo cho con trai ruột của mẹ đó hả mẹ? Không có mà. Ê, màu đỏ, màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho người thân của chúng tôi. Ê. Alo, bác sĩ ơi, cứu em. Chuyện là vậy đó bác sĩ. Mẹ em rồi gia đình, có như là người thân trong gia đình là xa lánh em hết. Trời ơi, nhưng mà em biết cái bản thân em là không có bị đau mắt đỏ. Vậy mà gia đình em một mực á là nói em bị đau mắt đỏ rồi xa lánh em. Đó đó, em làm thì em bức xúc quá, em không biết cách nào. Bây giờ bác sĩ khẳng định lại một lần nữa cho mọi người sáng con mắt lên là em có bị đau mắt đỏ hay là không. Dạ xin lỗi bác sĩ, trước khi bác sĩ nói cho tôi nói một câu. Dạ bác sĩ ơi, bác sĩ có mắt kính đen không? Đổi bỏ mắt kính này xuống. Lấy mắt kính đeo lên đi. Chứ thôi nó sẽ lây cho bác sĩ đó. Và tôi sẽ chỉ cho bác sĩ một câu thần chú. Màu đỏ, hãy tan biến, trả lại đôi mắt cho người thân của chúng tôi. Ôi, trời ơi, ở đây là đâu vậy mẹ? Mẹ phải biết thì giữ thể diện cho con trai mẹ chứ. Đổi bác sĩ coi. Làm theo đi bác sĩ. Trời dạ, ơi. Cảm ơn mọi người. Thật ra thì mắt của anh không có bị đau mắt đỏ như là mọi người nói. Ủa? Thấy chưa? Ủa không phải, sao con mắt nó đỏ vậy? Sáng con mắt lên chưa? Ừ. Bình tĩnh nghe bác sĩ nói coi. À, mắt của anh là chỉ do là bị mỏi điều tiết thôi. Có nghĩa là sử dụng mắt nhiều quá thì với lại thức khuya thì nó kích thích nó gây đỏ mắt lên thôi, chứ hoàn toàn nó không có bị viêm, không bị đau mắt đỏ gì hết. Tức là lao lực nhiều quá rồi mắt nó mỏi nên nó điều tiết nó đỏ thôi đúng không bác sĩ? Chính xác là không phải đau mắt đỏ đó bác sĩ. Dạ đúng. Ôi mừng quá, cảm ơn trời ơi. Mấy bữa nay mẹ con tôi sống trong tăm tối không đó. Đó bây giờ nhờ đây bác sĩ cũng khẳng định lại một lần nữa, coi như là khai sáng cho gia đình em á, là những cái biểu hiện chính xác nhất của một người bị đau mắt đỏ là như thế nào vậy bác? À, thường đau mắt đỏ thì cái triệu chứng đầu tiên là đương nhiên là mắt nó sẽ đỏ lên. Yeah. Và cái bệnh nhân sẽ cảm nhận được là mắt nó sẽ có gì đó khó chịu trên mắt, cộm sốn hoặc là tùy theo mức độ cảm nhận của từng người. Hồi đó ông bà mình hồi xưa đó thường nói là ngày mùng 5 tháng 5 đó mình treo cái lá sông với lại mà có cái xương rồng ngoài trước cửa, rồi canh 12 giờ trưa lên ngước nhìn mặt trời chớp ba bốn cái là sẽ không bị đau mắt đỏ. Đúng rồi mẹ, cái đó là không có bị đau mắt đỏ mà nó đuôi luôn đó. Để bác sĩ trả lời. Đúng rồi, thật ra cái phương pháp đó thì không có bằng chứng khoa học cho cô nha. Với lại nhìn lên mặt trời thì đương nhiên là nó sẽ bị tổn thương cái mắt về sau. Đó. Là cô đừng áp dụng những cái phương pháp đó ha. Thường ra cái đau mắt đỏ thì cách phòng ngừa thì chẳng qua là nó là một cái viêm kết mạc do virus thôi. Dạ. Thì mình cứ viêm kết mạc nó lây truyền qua đường dịch tiết. Thì mình phòng ngừa bằng cách là rửa tay thường xuyên, rồi ví dụ hạn chế bắt tay với người khác. Và nếu mà trong nhà có em bé hoặc là người lớn tuổi hoặc là người bị suy giảm miễn dịch á thì mình hạn chế tiếp xúc vậy thôi. Ví dụ như là người bị đau mắt đỏ đi, rồi nhìn một cái người khác bình thường á thì nó có bị lây qua đường nhìn không bác?
À không, cái đó hoàn toàn không. Chứ nếu mà lây như vậy thì bác sĩ mắt như tụi mình là... Đây, giới thiệu với bác sĩ. Đã mắt đỏ suốt luôn. Không biết cái niềm tin nào mà mẹ em với cả nhà cứ tin là trời ơi, nhìn qua mắt nhau đó sẽ bị lây. Kiểu như siêu nhân vậy đó, nhìn cái là người kia dính. Trời ơi, đâu kỳ cục vậy. Cái đó là mê tín đúng không bác sĩ? Mẹ em còn nghĩ ra mấy cái câu thần chú gì mà... câu gì mẹ? Mẹ đọc lại coi. Màu đỏ, nhưng mà thôi bây giờ đó. Hết màu đỏ rồi. Nhưng mà nói nghe nè, thì hồi nào giờ ông bà ta nói là cái người bị bệnh đau mắt đỏ đó tránh nhìn cái người khác, tại vì mình nhìn người khác nó sẽ lây qua mình. Cho nên thì mẹ nghe vậy thì mẹ cũng sợ vậy, mẹ né con chứ bộ. Thì đó, bây giờ bác sĩ khai sáng cho mẹ, khẳng định lại một lần nữa là bệnh đau mắt đỏ không có lây truyền qua cái đường nhìn. Đúng rồi. Dạ. Để bác sĩ ta nói. Nếu mà mình chủ yếu là lây truyền qua đường tiếp xúc thôi. Dạ. Thí dụ tay mình đụng vào mắt, mắt mình đang bị viêm rồi mình đụng vào người khác thì người ta sẽ bị lây. Rồi bác sĩ, thí dụ như là mình lỡ mình bị bệnh rồi đó, thì mình có cái cách nào để mà mình điều trị nó một cách hiệu quả nhất vậy bác sĩ? Thường nếu mà bị đỏ mắt thì có nhiều nguyên nhân lắm. Thì tốt nhất nếu mình bị đau mắt, bị mắt mình đỏ với lại cảm giác khó chịu thì mình nên đi khám. Rồi bác sĩ sẽ cho chẩn đoán là có phải đau mắt đỏ hay không, hay là có những nguyên nhân nào khác. Nếu mà thực sự là đau mắt đỏ thì đây là một bệnh nó tự động nó hồi phục. Có nghĩa là tự giới hạn thôi. Thì mình cứ giữ vệ sinh rồi nhỏ nước mắt nhân tạo. Vậy là mình có phải uống thuốc hay là dùng thuốc kháng sinh, thậm chí là mổ mắt gì không bác sĩ? À, mấy cái đó thì không cần nha. Tại vì viêm kết mạc mà nếu mà đau mắt đỏ mà do virus á thì nó sẽ không, kháng sinh sẽ không có tác dụng. Ngoài ra nếu mình dùng kháng sinh mà không đúng chỉ định, nó có thể gây cái kháng thuốc cho cộng đồng và cho bản thân mình nữa. Đó, mẹ nghe chưa mẹ? Vậy là chị khi ra mắt đỏ mình phải đi khám. Dạ đúng rồi. Đi khám rồi bác sĩ biểu làm sao mình làm vậy. Đúng rồi, bác sĩ sẽ cho biết là cái đau viêm kết mạc nó lại do virus hay do vi khuẩn, là từ đó mình sẽ có hướng điều trị. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nhưng mà bị đau mắt đỏ đó có khi nào dẫn tới mù lòa luôn không bác sĩ? À, đa số các trường hợp thì đau mắt đỏ nó sẽ tự giới hạn, có nghĩa là sau khi lành bệnh này người bệnh sẽ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên có một vài trường hợp có biến chứng là có bội nhiễm thêm á, thì nó sẽ có thể nó gây tổn thương cái tròng đen, cái giác mạc á, thì nó có thể gây giảm thị lực về sau. Thành ra người bị đau mắt đỏ thì nên đi khám mắt. Trời ơi, hên quá, hên là con trai tôi không bị. Chứ như mà nó bị là tụi tôi, nó là đau mắt đỏ mà. Chứ tụi tôi là đau mắt đen đó, là đuôi luôn đó. Tối ngày đeo kính đen không. Mừng quá, con có bệnh con trai. Quay mặt mẹ coi cái nè. Ủa mẹ? Mắt nhìn mắt rồi đó. Mẹ chịu nhìn con rồi hả? Chịu nhìn tay con không có bệnh. Thôi con tưởng mẹ bỏ con trai mẹ luôn rồi chứ. Ôi ơi, tới đây khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói vậy tôi tụi tôi yên nhẹ tâm. Nhàng rồi. Đúng rồi, mọi người cứ yên tâm. Anh không có bị đau mắt đỏ. Với lại bác sĩ cho em hỏi cái này hơi thiệt lòng nè. Đó là đó giờ em cũng chưa có bị đau mắt đỏ lần nào, cho nên là em cũng sợ sợ trong bụng, là không biết là cái người mà chưa từng bị đau mắt đỏ thì cái nguy cơ mà bị đau mắt đỏ nó có cao không bác sĩ? Thật ra thì theo các nghiên cứu thì chưa có nghiên cứu khoa học nào nói là người đã bị đau mắt đỏ rồi thì sẽ cái nguy cơ bị đau mắt đỏ sẽ giảm đi. Cái thứ hai là cái đau mắt đỏ là do virus. Thì cái virus mà gây đau mắt đỏ có nhiều chủng lắm, thì không có cái gì bảo đảm là đã bị đau mắt đỏ rồi thì sẽ không bị đau mắt đỏ những lần tiếp theo. Bị đau mắt đỏ một lần rồi là có nguy cơ bị lại lần thứ hai, lần thứ ba. Đúng rồi. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi đau mắt á có bị di truyền không? Tại vì hồi đó đó tôi nè là mẹ của nó, mà hồi đó hồi nhỏ đó tôi bị mắt nhậm á. Thì bây giờ con tôi có nguy cơ cao không? Cô cứ yên tâm, cái đau mắt đỏ này là do virus, thành ra không có di truyền, không có phải là do bệnh, do gen. Vậy hồi xưa là mắt nhậm, bây giờ là mắt đỏ đó hả? Là một hả? Là hồi xưa là mẹ bị nhậm rồi đó hả mẹ? Có mẹ bị nhậm á, nhậm mắt á. Mẹ ơi, nhậm á là đau mắt đỏ đó mẹ. Thì mẹ đâu có biết đâu. Bởi nếu mà có di truyền là mẹ truyền cho tụi con đó. Thôi biết rồi. Bác sĩ ơi, hiện tại thì nhà tôi không có đứa nào bị đau mắt hết trơn á. Nhưng mà nếu sau này mà nó có bị đau mắt. Mẹ, sao mẹ nói xui vậy? Không phải xui, nhưng mà mình hoặc là có những cái chuyện gì mà về mắt thì sẽ alo bác sĩ nha. Mọi người yên tâm. Có vấn đề gì về mắt thì mọi người cứ alo bác sĩ nghe. Ai ạ? Chào ông. Ủa, Kenji, coi đâu đây? Dạ, con qua nhà ông ở. Qua nhà ông ở là sao? Thì tại vì ở nhà con ồn quá, con học không được, cho nên là con dọn đồ qua nhà ông học cho nó dễ. Ồ, vậy hả? Nhà con ồn ào quá, con học không được hả con? Dạ. Trời ơi, con kiếm đúng chỗ kìa. Vô đi con. Ê, trời đất ơi, con làm gì vậy? Kenji, dạ. Con làm gì vậy? Thì con nhức đầu quá cho nên là con chổng cái đầu xuống đất cho máu nó vô não á. Trời ơi, ai dạy con vậy con? Hả?
Làm vậy nó còn mệt thêm nữa, con hiểu không? Sao bị nhức đầu hả? Con không biết nữa, tự nhiên con nhức đầu quá ông ơi. Nhức đầu? Vậy thôi uống gừng xả nha. Thôi ông ơi, lúc nào con ba nhà ông cũng bắt con uống gừng xả. Ông bắt hồi nào? Để qua mày xin công với ông bắt hồi nào? Uống không? Dạ không. Học bài hả? Dạ. Thôi tập trung học đi con. Dạ. Ừ. Học đi. Ông ơi, ông đừng nói nữa được không ông? Cho con tập trung học bài. Có nói gì đâu. Ông ơi. Cái gì? Hay là ông ra ngoài ông xem coi có ai nói gì không anh? Ông kêu nó nhỏ nhỏ lại cho con học với. Ngoài đường đâu có ai đâu. Khu này vắng que, im re như cây tre, có gì đâu. Học bài đi. Ông ơi, hay ông ra kiểm tra lại lần nữa đi, con nghe có cái tiếng gì vang vẳng bên tai không? Nè, ăn cơm đi con. Trời đất ơi, bỏ tập xuống. Ăn cơm là ăn cơm, học bài là học bài. Vừa ăn cơm mà vừa học bài á, nuốt chữ hết, không có nhớ gì đâu, hiểu không? Ăn đi. Mà ông ơi, ăn thoải mái đi. Sao con thấy cái cảnh này nó quen quen không? Đúng những cái món ăn này nè, rồi đúng vị trí này luôn. Rồi rồi, đúng rồi, ông cũng mặc cái áo này nè ông. Là sao? Ý dạ. Con nói là con thấy trước như vậy rồi hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Ờ mà cũng không sao đâu con ơi. Nhiều khi con có cái khả năng là con nhìn trước được tương lai á con. Ăn đi con. Tập trung ăn đi. Ăn cá đi con, cá này ngon lắm nè. Dạ. Con tập trung thì ông im lặng với con không? Con nói đâu. Ông ơi, ông đừng nói nữa được không? Ông cơm đắng rồi ông. Cơm mà rắn gì trời. Mà cơm có mùi kim loại nữa không? Thánh thần thiên địa ơi, cơm người ta nấu cơm điện mà cơm lại thì có mùi kim loại. Thôi, để con chan canh vô ăn cũng được. Chan canh vô ăn đi con. Ăn đi con. Ơi trời đất ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Bị gì vậy? Ơi, bị gì vậy con? Canh này là canh chua chứ không phải canh khổ qua đâu. Sao đắng vậy ông? Trời đất ơi, đắng cái gì mà đắng? Canh cà mà, canh cà trứng mà. Đắng gì? Không đắng nè. Con nhức đầu lắm á. Trời ơi, nó chua chua ngọt ngọt. Đau quá ơi. Chết rồi. Con đau đầu hả? Dạ. Thuốc con đau, thuốc con để đâu? Dạ, dạ, trong cặp á không? Dạ, ông lấy thuốc cho con uống nha. Đất ơi, chết rồi. Để chỗ nào vậy con? Dạ, dạ, trong ngăn á không? Phải này không? Dạ đúng rồi, Này nè nè, uống mấy viên. Thôi, ông đưa con nguyên vỉ đúng không? Khoan. Cái này là con có to thuốc đàng hoàng không? Bác sĩ cho con hay là sao? Dạ, con ra tiệm thuốc tây con mua á không? Ít trời đất, không được. Phải có to bác sĩ đàng hoàng chứ sao muốn uống luôn. Không được, đưa đây. Trời ơi, không được. Muốn uống là phải có bác sĩ cho phép uống sao là ơi trời ơi. Để không uống bậy bạ được đâu. Trời ơi, cái thằng này á nha. Ủa, bà. Đừng mà khóc phải. Trời ơi, giữ nó lại giùm coi. Bà, chuyện gì chứ bác? Trời ơi, giữ nó lại, thằng này nó có vấn đề được con ơi. Giữ nó lại đi. Chết rồi. Bình tĩnh đi. Alo, bác sĩ ơi. Nè, con yên tâm đi, con đừng có sợ nghe không? Có ông ngồi đây, nghe. Ừ, không lo gì hết trơn, để bác sĩ trị cho con, nghe không? Đó, bác sĩ làm ơn giúp đó. Dạ, nó hàng xóm thôi. Nó qua nhà chơi, thấy nó vậy rồi tôi đem tới, tôi nhờ bác sĩ thôi chứ còn... Đúng rồi, anh như vậy, anh phát hiện như vậy rất là hay và sớm cho em đó. Dạ. Đưa tới đây là rất là kịp thời. Dạ. Mà nó có bị gì không bác sĩ? Để biết bị cái gì cho chính xác đó anh, thì giờ mình phải một cái quá trình mình hỏi em đó. Để dạ. coi nó có những cái cơ thể, nó có những cái nguyên nhân gì khác dạ, hay không. Dạ, ha. Dạ. Con chào con. Dạ, chào bác. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con lớp 10 ạ. Con lớp 10 hả? Con học lớp 10 có công việc học có nặng nhọc quá không? Có áp lực gì không? Dạ, có. Có áp lực lắm hả? Khi mà con đậu lớp 10 đó, thì bố mẹ có bắt ép con phải là năm nay phải đạt cái điểm như thế nào không? Dạ, có. Có luôn hả? Dạ. Ở nhà con có hay chơi game không? Dạ, có. Có luôn hả?
Một ngày chơi bao nhiêu tiếng? Dạ, một ngày con chơi cỡ 2-3 tiếng. 2-3 tiếng. Trời đất ơi. Ôi, chơi gì dữ vậy? Chơi vậy rồi sao học? Trời. Thôi trời dữ trời. Rồi rồi. Con bây giờ con tới ở trong người của con á, con nghe cái người ta nói gì trong đầu con? Ờ, thì nghe người ta nói chuyện xong rồi người ta cười á. Người ta cười con hả? Dạ. Người ta có chế nhạo con gì không hả? Hay người ta có xúi con phải làm này kia được không? Dạ, là phải con là phải đứng nhất lớp hay là phải hạ ngục được nó. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Dạ. Cái đó là do ba mẹ mình ép hay là trong đầu nó nói vậy? Trong đầu nó nói vậy. Trong đầu nó nói vậy đó hả? Anh ở gần đó là mới anh mới phát hiện lần này cho em thôi hả? Dạ, dạ mới, dạ, thật sáng làm hết rồi anh chứ. Thì sao? Nó bị gì bác sĩ? Cái này bây giờ, cái triệu chứng của em nó cũng hơi khó nha. Ha. Những cái chuyện đó nó liên tưởng, nó liên quan đến cái thần kinh của em đó. Rồi bé ơi, có khi nào con bị tâm thần không bác? Con mà con nghĩ con bị tâm thần được là bác sĩ rất là mừng. Nếu như nãy nói con bị tâm thần á, thì giờ con tức nhất là con phải tập trung là học hành lại, bớt chơi game lại. Ha. Để bác sĩ sẽ cố gắng cùng với gia đình con tìm ra nguyên nhân để loại trừ nguyên nhân tâm thần cho con. Dạ. Nhưng bác sĩ thấy con như vậy thì cái khả năng tâm thần của con thì rất là ít. Ha. Ha, rồi mừng quá, không có bị tâm thần nha con, yên tâm nha. Dạ. Ừ. Ủa rồi con có phải nhập viện không bác? Cái bệnh của con như vậy á thì chưa cần phải nhập viện ha. Tụi con bây giờ thứ nhất là con phải về, con phải thay đổi cái thói quen, những cái hành vi, những cái ăn uống này kia, và đặc biệt là ngủ cho đủ giờ, học bài thì tới giờ học đàng hoàng ha. Không có phải nhớ với bà mẹ, không phải tạo áp lực này chỉ con phải đứng hạng nhất lớp này kia, đâu phải hạ gục hết mấy cái đối thủ khác ha. Đặc biệt là phải ngừng chơi game ha. Không được chơi game, những cái chơi game bạo lực. Anh ở nhà mình, xung quanh hàng xóm mình á, có ai có vấn đề mà xã hội mấy cái hàng xóm nó có hút chích nó cái này kia không hả? Không, dạ cái khu phố của tôi khu phố Văn Hóa hả? Dạ ngon lành lắm bác sĩ. Ngon lành lắm sao có mình nó. Ngon lành lắm, mình nó sợ thì ba mẹ của nó đi lo làm việc, bỏ nó ở nhà, nó tự học như nó học rồi, học nhiêu đủ nó rồi nó chơi game, nó ôm game, đúng không? Như vậy thì chắc là mình phải nên gặp ba mẹ để giải thích với ba mẹ con, quan tâm đến con xíu. Đó. Dạ bác sĩ, nhưng mà theo như cái hiện tượng của nó mà mình gọi là cái triệu chứng gì vậy bác sĩ, bệnh gì vậy bác sĩ? Anh, thường cái biểu hiện của em nó như thế này đó, nó trong đầu của em có những cái suy nghĩ giống như nó có khác thường so với người ta, thì ở trong đầu mà trong não của mình đó, nó có những cái vùng chi phối đó, và vùng chi phối đó nó sẽ khiến cho mình có những cái tư tưởng là phải hơn người. Có lẽ là trên cái vùng não ở trên bán cầu của em nó có vấn đề hay không, thì để có vấn đề hay không thì mình nên hướng em nó đến khám một cái gọi là một khám chuyên khoa về thần kinh. Yeah. Đó. Lúc đó mới điều trị ha bác thì sĩ. Khi mà có kết quả chẩn đoán chính xác này thì mình mới điều trị theo những thuốc uống như thế nào cho nó đặc hiệu. Đó, như vậy là về nói với ba mẹ, phải không? Là mình phải đi khám bác sĩ chuyên khoa về thần kinh. Trước mắt là con phải sống lại cuộc sống bình thường. Con đừng làm những cái chuyện bất bình thường, nghe không? Yeah. Đó. Trời ơi, nó toàn thấy trước không á bác sĩ. Nó đang ăn cơm mà nó nói là giống như nó thấy cái cảnh đó rồi mà trước rồi. Nó giống như nó quen bác sĩ. Có thể là do em nó chơi game nhiều quá, chơi game trong đó có những cái mà nó phải lặp lại trong não của mình hoài. Nó trong não mình nó lưu lại những cái gọi là những trí nhớ đó. Nên những em thấy những cái cảnh ở trong game bây giờ em phải nói ra, hoặc là những cái cảnh trong game như vậy nó giờ nó lên cái lên cái chương trình, em phải làm việc với cái kế hoạch của cái game đó. Hiểu chưa con? Dạ. Trời ơi, may quá có bác sĩ giúp cho cháu nó. May hay không à? Anh là mấy lần người mà em nó mấy lần người may và được cái ông hàng xóm mà đưa vô và đúng cái nơi bệnh viện để sớm để kịp thời phát hiện cho em. Dạ. Để hướng dẫn em để điều trị cho tốt hơn. À. Con nít nó đau đầu kiểu đó, người lớn có khi nào xảy ra vậy không bác sĩ? Người lớn có chứ anh, người lớn có nhiều công việc hơn, thậm chí người lớn cái tần suất đau đầu gặp nhiều hơn. Dạ, yeah. Bây giờ yên tâm chưa? Một lát á, ông dẫn con về, xong ông tiến thẳng qua nhà con, ông nói với ba mẹ con, đúng không? Dẫn con đi khám đàng hoàng, để mà mình biết sao để mà mình trị, hiểu không? Yeah. Yên tâm, con còn khỏe mạnh lắm, nghe không? Yeah. Không tin hỏi bác sĩ coi. Con được người hàng xóm vậy là con phải rất là quý ông rồi đó. Ông phải qua nhà ông thường xuyên hơn, rủ ông để trò chuyện như kia rồi đó. Bác
sĩ ơi. Dạ. Vậy tóm lại con bị bệnh gì vậy bác sĩ? Con bây giờ con có những cái biểu hiện đó, giống như con cảm thấy con nói trước, con biết trước những cái chuyện này chuyện kia rồi xảy ra. Tức là trên cái não của con nó có những cái chuyện bất thường. Và những cái chuyện bất thường đó, người ta trong về bệnh thần kinh nó có một cái gọi là bệnh, đó là khả năng là cái động kinh thì thái dương rất là nhiều. Nên là để chẩn đoán cái bệnh nào mà động kinh, có phải động kinh thì thái dương hay không á, thì con phải nói ba mẹ con dẫn con đến khám chuyên khoa về thần kinh. Thứ nhất là phải đo điện não, xét nghiệm máu và chụp cái MRI não để mình xác định chính xác nó có phải là cái động kinh thì thái dương hay không. Tại vì cái biểu hiện của con nó có nhiều cái gợi ý về cái chuyện bệnh đó lắm. Người lớn chắc cũng khám được á bác sĩ ha. Tôi cũng nhiều khi cũng thần kinh bấm bánh ninh lắm. Dạ, nói chung là cũng đầu óc cũng loạn xạ hết trơn á. Nếu mà hoặc là gia đình tôi hay tôi gì mà cần bác sĩ, gọi bác sĩ được hả bác sĩ? Anh người lớn thì nó cũng có nhiều vấn đề, giống như mình phải lo lắng lo này kia đồ. Nếu có vấn đề gì thần kinh, thậm chí anh, người nhà, hàng xóm anh cần gì, alo bác sĩ nghe.